game bóng đá mới toanh vừa mới được ra mắt. Thử ngay nhá. Total Football, đây là một tựa game bóng đá mới được ra mắt trong năm nay. Tuy nhiên, sau khi trải nghiệm thì mình có thể đánh giá là nó sở hữu một lối chơi không kém gì FIFA hay là PES Mobile đâu nhá. Game được thiết kế dựa trên engine Unity nên mang trong mình được một nền đồ họa đẹp đẽ, bóng bẩy với các hoạt cảnh mượt mà nhưng lại yêu cầu cấu hình vô cùng dễ chịu. Và để trở thành được một tựa game bóng đá hay thì không thể thiếu được đó chính là bản quyền các cầu thủ. Game có đại sứ thương hiệu là ngôi sao bóng đá huyền thoại Ronaldinho cùng với dàn cầu thủ toàn là các cầu thủ nổi tiếng nhất hiện nay. Phần bình luận và khán giả cũng khá là chỉnh chu nên mình nghĩ đây sẽ là một tựa game bóng đá rất đáng để thử đấy nhé. Tựa game bóng đá hay nhất trên mobile đã chính thức có bản update. Thử ngay nhá. eFootball 2022. Ở lần cập nhật này, game sẽ có những điều chỉnh hợp lý hơn cho các trận đấu trực tuyến, đồng thời nâng cao chất lượng của máy chủ. Game cũng bổ sung thêm chế độ Dream Team và những thay đổi về lối chơi. Điểm eFootball, tiền xu và GP sẽ chuyển sang bản cập nhật tiếp theo, đồng thời cho phép chơi đa nền tảng. Ngoài ra thì một số tính năng như trận giao hữu hay là sự kiện sẽ có ở các bản vá trong các tuần tiếp theo. Bạn đam mê thể loại bóng đá mà không thể chơi được FIFA hay là PES Mobile thì đây là tựa game dành cho bạn. Legendary Football, tựa game mô phỏng bóng đá miễn phí đáng chơi nhất ở thời điểm hiện tại với gameplay khá tương đồng với các game cùng thể loại. Tuy nhiên, game lại có điểm mạnh là có hơn 60.000 cầu thủ được cấp phép chính thức và có vô vàn chế độ chơi giúp bạn có thể so tài với bạn bè và các người chơi khác trên đấu trường quốc tế. Ngoài ra thì game cũng nhấn mạnh vào tính chiến thuật khi phải nâng cấp, phát triển cầu thủ, sắp xếp đội hình một cách hợp lý nhất để có thể mang tới chiến thắng và được vinh danh trên